Câu lạc bộ Hoàng Lĩnh Hà Tĩnh với chất lượng đội hình tốt hơn và được chơi trên sân nhà liên tục gây sức ép lên câu lạc bộ Quảng Nam ngay từ đầu trận. Phút thứ hai, Xuân Trường tạt bóng từ bên cánh trái và bật vào người hậu vệ Quảng Nam trong vòng cấm. Chủ nhà đòi phạt đền do bóng chạm tay, nhưng tổ va và trọng tài chính quyết định chỉ có phạt góc. Chỉ 3 phút sau đó, Quảng Nam cũng đáp trả với cơ hội nguy hiểm của Ngọc Tiến. Anh băng vào đánh đầu nhưng bóng đi chệch khung thành trong gang tấc. Sau đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chiếm thế trận và các chân sút liên tục thử tài thủ môn Văn Công. Cựu thủ thành của câu lạc bộ Hà Nội đã chơi rất tốt khi cản phá xuất sắc, từ chối nhiều cơ hội của đối phương. Sang hiệp 2, hai đội đưa nhau vào thế giằng co. Cơ hội đáng chú ý nhất thuộc về Alain bên phía Quảng Nam. Cầu thủ này đánh đầu trúng xà ngang ở cự ly gần. Embo cũng có cơ hội mở tỷ số, nhưng cầu thủ này lại dứt điểm quá hiền trong pha đối đầu với thủ thành Văn Công của câu lạc bộ Quảng Nam. Nói về thủ môn Văn Công thì cũng là cầu thủ dày dặn kinh nghiệm. Cái thứ hai nữa thì là cái kết nối và cái sự chia sẻ, động viên, đoàn kết trong đội thì cầu thủ đấy cũng làm được. Đấy, cũng làm được mà bạn ấy làm rất tốt. Phút 83, Alain phạm lỗi với Trọng Hoàng trong tình huống Hồng Lĩnh Hà Tĩnh phản công. Trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo, nhưng sau đó va can thiệp và quyết định được đổi thành thẻ đỏ. Chỉ còn chơi với 10 người, Quảng Nam từ thủ khiến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chấp nhận chia điểm trên sân nhà. Có một cái điều mà hôm nay tôi không hài lòng nhất trong trận đấu này là va. Đấy, tôi có thể vẫn tin ở va là xem lại và những lỗi nhận định. Nhưng khi mà đã nói rồi, khi mà đã đưa ra trước tất cả để nhìn nhận lại thì không có một hành động nào là gọi là đánh nguội mà thẻ đỏ, à thẻ vàng cả. Là tôi không đồng ý vấn đề đấy. Đấy, kể cả là cầu thủ ta hay cầu thủ Tây cũng phải dạy cho người ta những bài học đấy, không được quyền đánh nguội cầu thủ trên sân. Đó là hình ảnh xấu mà mang lại cái hình ảnh thật sự nói rằng cầu thủ Tây Embo đó là tôi nói thật là xứng đáng thẻ đỏ chứ không phải là Alan của chúng tôi. Trong một trận đấu, thủ môn Văn Công tiếp tục thể hiện kinh nghiệm và khả năng phản xạ tốt. Quảng Nam đã giữ được một điểm khi làm khách trên sân Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Khi nhiều trụ cột ở mùa trước như Xuân Tú, Mạch Ngọc Hà, Đình Bắc đã ra đi, thì phong độ tốt của Văn Công chắc chắn sẽ còn đóng vai trò điểm tựa cho thầy trò huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn ở mùa giải này. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.